Xin chào mọi người, mình đến từ công ty Việt Tuấn Quốc tế, đơn vị chuyên phân phối nguyên liệu trà sữa, máy móc trang thiết bị, in ấn logo, cấp nhựa, ống hút trà sữa. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp đặt và sử dụng máy dập cốc cơ tay ETD7. Để lấy tô viết vặn này nha. Bạn siết chặt lại. Lưu ý mình sẽ luồn ở bên dưới cái thanh sắt này, luồn ra trước. Ở phía đằng trước này mình luồn bên dưới cái thanh nhựa tròn màu xanh này. Mình nhét vào trong này. Vậy là đã lắp xong cuộn màng. Ở phía trước cái mặt của cái máy này, đây là nút nguồn này, người bật lên này. Núm ở bên này là điều chỉnh về nhiệt độ, người thường là để 180 độ này.
khi mình cắm máy vào bóng xanh nó bật lên, khi nào bóng đỏ nó hiện lên thì là máy đầu dập được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình.